Chào anh em. Mấy nay anh em hay hỏi mình về mấy cái lô đàn rẻ, đàn cỏ rồi á, để anh em buôn bán á. Ngày nay mình rảnh mình soạn được ít 10 cây nha anh em. 10 cây đàn cỏ giá rẻ cho anh em về bán Tết cho vui. Những cái này là mình chỉ bán cho anh em cửa hàng nha. Anh em shop nhạc cụ cửa hàng thôi, về anh em biết dọn anh em làm. Không bán lẻ nha anh em. Cái này chỉ bán cho cửa hàng thôi nha, giá 400.000 một cây. 400.000 một cây, anh em về lau dọn thay dây vô nè, cái nào cần canh chỉnh linh tinh thì anh em hỗ trợ mình làm. Cái lô này tương đối là hàng đẹp không nha. Ví dụ cây Yamaha này đi, cây này là cây Yamaha Dynamic, đúng không? Anh em làm hàng là biết cái hàng này rồi, thì nó cũng đồng giá 400.000 với những cây kia luôn. Thì anh em mang về cây này thì chắc thay dây vô là ok rồi, thay dây bỏ ngựa vô cái, thấy không, nó hơi xước tí đó, vậy đó. Rồi những cái cây như cái này thì đẹp nè đó, nếu không mắc công tức thì đẹp, nó cũng 400.000 luôn nha. Mình bán nguyên một lô, một cây 400, 10 cây là 4 triệu nha anh em. Đây nè, anh em về dọn sơ cho mình, lau chùi thay dây, cái nào cần canh chỉnh ngựa phím gì đó anh em làm giùm nha. Đó, những cây này rất là ok. Mấy nay anh em hỏi mình hoài mà chưa có thời gian để mình dọn á, mình chưa có thời gian mình lo ra cho anh em. Hôm nay tiện mình lục kho thì mình kiếm được cây này thì tương đối ok nha anh em nha. Cây này thì tương đối là ổn á, ổn áp luôn đó, đẹp luôn nè. Đó, thì thường thường cái lô đàn vậy đó mình sẽ bỏ vô những cây tốt để anh em bán, anh em gỡ lại. Thì có cây này cây kia mà đây không, cây này thì hơi thường chút xíu đó, cây nào mà thường thì anh em bán rẻ lại nha, anh em thu vốn. Còn cây nào khá thì anh em bán giá tốt thì anh em làm tự cân nhắc giá hàng, mình lúc nào cũng về bán cho anh em bao lời hết á. Trong đây có một cây cần phải liên quan đến kỹ thuật chút xíu nha, là cây này gần liên quan kỹ thuật chút xíu, nó rất đơn giản, cái gót nó hở thôi đó, anh em ép gót lại, còn không biết làm thì hỏi mình chỉ cho. Mình chỉ kỹ thuật cho anh em làm, mấy cái này nó cũng đơn giản thôi, anh em hỗ trợ nhau đó, chỉ có vấn đề vậy thôi. Cái này là cái cần với cái gót, anh em chỉ cần ép nó lại thôi là cái action nó sẽ thấp lại. Mình hướng dẫn anh em làm cái này đó, chỉ có cây này thôi, còn lại là đẹp nha, còn lại thì toàn bộ là hàng đẹp hết đó, hàng đẹp không. Cái này trong đây cũng đẹp nè. Cái này cái Suzuki nha, cái lưng nó hơi chày đó, anh em nào muốn sơn lại thì sơn lại cái lưng, nó đơn giản lắm chứ nó không bị gì hết, còn lại là ngon, thay dây vô là bán thôi, giá rẻ mà. Anh em về dọn sơ một cái nha, 400.000 một cây nha anh em, một lô này là 400.000 một cây, một lô 10 cây là 4 triệu, anh em về bán bao lời luôn. Bán Tết cho vui mà. Số điện thoại mình có để phần tiêu đề nha, thông tin địa chỉ với website mình ghi ở phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình, mình có ghi chú ở trên màn hình nữa. Cảm ơn anh em xem nha. Đây, quay sơ lại là cái đại diện cái lô đàn cho anh em tham khảo nha.